Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trong suốt thời gian tôi đã đi tìm những cái dấu chân của Đức Thầy đã đi dắt Đức Ông đi núi Tà Lơn, mà theo dấu chân Thầy cách 2010 thì đi đến cái cảnh Tà Lơn thì nó rất là nhiệm màu. Nhưng mà lời của Thầy đã dắt ra nói với ông cả rằng tôi dắt ông đây đi một ngày ở trên núi Tà Lơn thì giải quả căn dưới trần là một tháng đó ông cả ơi. Thì đi mới có 3 ngày, đi hẹn đi 5 ngày mà ông cả đi mới có 3 ngày, còn thiếu lại là 2 ngày. Về dưới trần thì ông cả đã bị đau chân là 2 tháng như vậy đó. Rồi bà con nghĩ như là 2 tháng trả quả, nhưng chưa bây giờ là cũng như ngày mà Đức Thầy đã nói tiên tri rồi. Mình làm đi nuôi đi non 1 tháng á, dưới trần trả một quả 1 năm, hết nghiệp 1 năm. Mà hôm nay tôi lên clip này để về nói về cảnh Tà Lơn, những cái người mà bậc cao nhân đi núi Tà Lơn đó, thì người ta đi á, thì người ta giải quá căng. Hôm nay tôi có chia sẻ về cái cảnh Tà Lơn mà tiên tri cho tôi biết rằng cách 1118 tôi thấy cảnh Tà Lơn là có một cái nhiệm màu là cái gì, tự nhiên trong rừng á, là các loại cây này kia nọ mà không chết, mà chết vì cái cây bá tòng á. Bà con nghĩ ra cái chuyện đó, cái nó phát ra những cái điềm lớn. Mà tôi báo cáo trước giữa anh em đồng đạo là cây bá tòng, Thầy có nhắc đến là người tu như cõi bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông cũng nhìn. Mà người tu của mình cũng như là cây bá tòng, người ta quý lắm, người tu người ta quý lắm. Nhưng mà Thầy tiên tri đây á, thì đời sắp đến đây, thì trong một thời gian Ngài đã nói rồi thì từ từ nó có hết. Ngài đã nói trước đây rồi, tới ngày của ông ba cũng cho biết là thương ba năm không trợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều năm mô, thay không lắp mà lại phơi khô, không nước mà uống mà năm mô nào nào. Thì đã tiên tri đã biết hết rồi. Bà con thấy không, bây giờ còn ba người tiên tri, thằng Đồng là Ấn Độ, là những cái người bà ở nước Mỹ đã tiên tri là không lâu nữa. Mà mình đã đây, Thầy đã kêu mình là đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc đi kỳ năm non. Mà đời cùng như thế nào, mà đời đã gấp 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 rồi, cũng như mình làm việc gì mà cốt giết cho nó mau vậy đó. Nhưng mà cô bà con cố gắng lên mà để tu kịp trong cái đời hạ nguyên này. Bị Thầy nói là hạ nguyên này đã hết đời, cái đời đã hết, cũng như mình làm cái chuyện gì mà tới ngày cuối cùng của mình nó hết cái chuyện của mình đó, thì nó rút gắn vậy đó. Thì bà con trên cái sự hiểu biết của tôi á, thì vì tiên tri của Thầy mình tìm hết những cái Thầy nói, rồi ông ba nói, rồi những người hiểu biết á, như mình trình độ lớp 1 rồi lên lớp 2 rồi lên lớp 3, mà biết những cái tiên tri của Thầy đã cho biết rằng đời nó khổ. Bị Thầy nói đời cùng chẳng có mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non lắm, chứ không phải nằm ít đâu. Mà bà con mà giờ mình đó, giờ là sau này là Thầy nó nói là nước dưng ra tới nó mỏ két lắm, mình còn rửa chân á. Mà sau này mình tu đi, có là Thầy nó văn phù Bồ Tát từ bi, chèo thiền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa nước sống bùm non, rước người tu niệm phê phan khí tình, phải không bà con? Nhưng mà mọi người không tu rồi thì lúc đó là bị cái nghiệp lực của mình hút vào con đường là chìm, là tiêu hồn tiêu xác, không có còn đầu thai kiếp người đâu. Bị Thầy nói là làm kiếp người là mai muôn thở, muôn thở là kiếp người, muôn thở là muôn năm đó, chứ phải là một hai chục năm mà lên kiếp người đâu. Bà con mình trên sự sống đó, bây giờ sống về cái sự mình gắng cố gắng lên tu đi. Mà Thầy nói là đến thân dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống vụ quan. Nó đến thân dậu đây là đời còn bao nhiêu năm nữa đâu, năm nay là năm dần rồi, còn ra đây còn không còn bao nhiêu năm đâu. Mình cũng như bây giờ là mình niệm một câu Phật, Phật bù bừ câu đó. Ăn tương một ngày cho ăn tháng, mà ăn tháng cho ăn năm, cái này là mình tu lợi lắm, còn hơn là nó là bạc cho dây nữa, cho dây là biết nhiêu phân đó.
đời thì bây giờ mình kiếm mình ăn tạo nghiệp lực với thân khẩu ý mà tạo ra những cái nghiệp không à. Đó. Giờ mình cố gắng sống lên gì thì sống lại là gì? Mình sống lên đây kiếp người gắn gũi lắm. Bởi vì kiếp sống vô thường mà con người mình sống là thấy đó chết đó, thấy đó mất đó, thì hơi thở mình là ngắn ngủi lắm. Hơi thở mình có chỉ có một tắc thôi, chứ không có xa. Từ cái lỗ mũi, từ cái cứ họng mà lên tới lỗ mũi có một tắc hơi thôi. Mà đi ra được thì vô được thì rồi ắt làm ăn trong rồi. Đó. Bà con mình bây giờ thấy cái đời bây giờ mình thấy không? Bây giờ những cái biến chuyển, những thiên cơ là thế giới là ông Bao nói giặt chạy lăng xăng giặt chạy, quýnh nhau tầm bậy quýnh nhau. Là đợi ông Bao nói đây cách trên là trên cả trăm năm rồi. Phải không? Gần cả trăm năm rồi. Thì bà con thấy bây giờ nó cả tới bên đích rồi. Thúc rồi, cũng như cờ thế giới là đã thúc bên lưng rồi đó. Nhưng mà cô cố gắng lên cái sự sống của mình, gắng tu, gắng niệm Phật đi. Niệm cho tà quỷ gì thì gian ra, mình gắng niệm Phật rồi sau này có Phật cứu mình chứ không ai cứu mình được chứ. Nhưng mình làm cái gì đó cũng như mình làm ruộng rồi làm gì kêu cha mẹ cứu mình tiếp mình được. Chứ sao mà cái người mình mà tắt thở rồi có ai cứu mình được đâu. Chỉ có Phật cứu mình rồi mình làm cái chuyện gì trên cái sự sống của mình đó hàng ngày. Mình cố gắng lên niệm Phật, ăn chay làm lành lánh dữ. Rồi những cái chuyện mình làm, các làm từ thiện rồi sau này mình sống được an nhàn. Rồi là mình được an vui nơi cực lạc. Bị thầy có là đã cho biết là ao sen báo Tây Phương đô nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Hoặc giả là đương dưa giữ phần trong tròn cú niên thân dậu mắt còn theo phân. Nó tới thân dậu này mắt còn không biết rồi bà con ơi. Chứ không lâu đâu. Nó đời bây giờ nó gấp lắm rồi. Nhưng mà mình sống đây là chỉ cái lặt vặt lộn với đời, rồi tranh danh lợi tình, rồi con người không biết không được đó thoát. Rồi cố gắng lên mình để sống làm gì? Sống để tìm đạo. Muốn trả hiếu cho thầy thì bởi vì thầy có nói mình gán trả, muốn hiếu thì trả làm sao, gán tu đặng mà sao gặp thầy. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử mà như mẹ thương con vậy đó. Và con mình bị trong cái hoàn cảnh mà chết chìm rồi, cha ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, mà cha mình có bỏ mình được không, mà mẹ mình có bỏ được hay không. Lời của Phật thương mình như là con vậy đó. Mình tối ngày với là theo danh lợi tình rồi con người đi cuốn vào cái lầu, vào cái hố sâu không. Bị lợi ông Ba nó hố sâu tình dục lại ghiền cho đến thác mà chúng khiêng quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay. Có đâu đem của cải đem gài hồi non đâu, không đem được cái gì chứ, chỉ bàn tay trắng thôi. Nhưng mà thầy tiên tri cho biết rằng đời nó thúc bên lưng này. Vì thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, nhìn sớm làng thơ thớt quýnh hiu. Mấy lâu nay đu dưỡng các chiêu nay tặng diệt lập đời trở lại, tặng diệt chứ không còn mà để là cái việc này không còn nữa. Cũng như mình đi nhổ cỏ mà nhổ cho sạch chứ để bơ mốt cái cỏ cái khác lên đi sao. Nó gì đó. Đời nó cũng tu cái bằng gán tu đi, tu mau tu gấp. Về gán cố gắng lên bà con hàng ngày, chỉ có gì đâu. Chỉ là ăn chay niệm Phật cúng lại hàng ngày. Bị thầy nói sớm chiều bình đẳng cái lời thường hằng như vậy, nhớ lời đừng sai. Mình hành như vậy là đâu có lời đâu, sai Phật đâu có mà bỏ mình được đâu. Mình con có hiếu là cũng như mình bây giờ cha mà thương mình cũng như là mình có hiếu là cha nào bỏ mình đâu. Mình đi gì đó, mình lên cái sự sống của mình làm chuyện gì thì bà con cố gắng làm chi anh em đồng đạo nào cũng vậy. Tu mà tu bể trễ thì sau này chậm chân khó gặp thầy lắm. Đi thầy có nói là sau này đồng đạo đông lắm mà sao trở về tổ đình nó đập đầu gốc dừa chết. Bị dừa là gì? Gốc dừa là dừa chết đó. Chứ không phải là không, dừa chết là gốc dừa mình đó. Mình cố gắng lên sự sống của mình, gắng và con cố gắng lên tu trong cái kiếp này. Bị gì cái đời này nó gấp lắm rồi, nó mau lắm. Mình cố gắng lên đặng tu làm sao là hưởng mình ăn mình no, chứ bắt người ta ăn mình no sao được. Thì cái lời của thầy nói mai sau nhiều cuộc đắc cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Đắc là thổ tới tầng ban hộ hạnh lương nhân quyết á,
lúc mà tặng nó khởi lên rồi đó là mình chạy không được, nó chặt đầu nó giết mình, cũng như là một cái kêu bằng cũng như là bắt gọi xưa ông bà mình có chặt cái đầu của ông bà đó, đã giùm là ba ông táo nấu đó, cái hận thù của nó đó, sau này nó giết mình, nó kêu nó ba cái sạch đó, giết sạch, đốt sạch, là quét sạch. Những cái chuyện đó bây giờ là thầy đó là nó đắc là gì, đắc là thổ, nó thổ là nó là thổ, nó dậy lên rồi thì nó gượt mình, là cũng như nó tới đó là mình chạy không được. Đó là tới là cái thời kỳ rồi đó ha, thì con lìa cha mẹ, vợ kia xa chồng, không còn gần gũi nữa. Bởi vì thầy cứ nói là tới thời kỳ là con cháu vợ chồng một đùm, ngủ bê thức dậy xích chùm không hay đó. Đó là tới cái ngày tiếng mà tới ngày mà thầy đã nói là cái tới chừng sơn băng thủy kiệt, cùng thảm thương quá quá tánh quá trừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết, kể không xiết nổi đâu bà con ơi. Tới thời kỳ đó rồi á, thì trên thì nắng lửa mưa dầu cháy xuống, đức thầy nó cháy xuống ba tấc đất á, đất đỏ như gạch vậy đó. Nhắm con người rồi mình sống được không? Nó tặng việc là cũng như là việc cái đời hạ quân này cặn bã không còn nữa, việc tiêu hết, không còn cái cặn bã nữa. Bởi vì thầy nói đời này là đời văn minh, sửa mặt sửa mày áo quần lát bước ngày ngày, sửa xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời quyệt qua, ra đường rồi nói những cái mang chữ M đều do hết trơn rồi. Những bây giờ nó cái gì nó cũng là nó khác hơn xưa hết chứ. Người xưa thì cái người xưa ta thầy nói người xưa chở gót gần người nay, người xưa là người ta tu hiền lắm. Những đứa mà nó hiểu ra, nó lớn lên rồi, những đứa mà nó trở lại đi ha, thì nó nói về kinh pháp, rồi về cái kinh Kim Cang, rồi kinh đó là pháp Diệu Liên Hoa, rồi kinh Du Lan này kia, nó hiểu, nói qua nó hiểu hết. Còn bây giờ là đó là lỡ là người xưa, còn mình ra đường những cái người mà nó ăn nói những là cha mẹ không ca gì, là bị gì đời cặn bã đó, như là cũng như cái luôn mà lâu năm thì xúc đổ cái cho sạch sẽ vậy đó. Thì trong cái họ hỏi về cái mai sao được cụ đất cài đó, thì tới tầng ban hậu hạnh lương nhân quyết đó, tới tầng nó khởi rồi thì máu chảy thành sông. Bây giờ thầy nói qua liền năm giáo chặt đàn ha, chặt đàn là sao, dân chúng mình chạy qua đó đó, đến thời kỳ là máu mà chảy kia mà thành sông đó, qua lộ dân giáo máu chảy thành sông đó. Rồi tới biên nó chạy lên một cái, bị bây giờ thằng Trung Quốc nó đang đem qua những cái hạt nhân, những cái lò mà kêu bằng nó biên nó chế biến những cái hạt nhân lớn đó. Bây giờ ở Campuchia, bây giờ là ở bên là Nam Giang, rồi nó đang chế biến cái lò đó, đang chi? Đang nó đấu với thằng Việt Nam mình, người Việt Nam mình. Rồi nó xúi dục những cái thằng Campuchia, cái nó làm những hồi xưa đó, không phải giữa khe ba đỏ không? Nó xuống nó tặng diệt những cái Việt Nam mình ấy, cái ba chút bây giờ cái nhà mồ vẫn còn cái kỷ niệm cái thù hận của chúng sanh mình đó, thấy không? Bây giờ như sao mà nó chặt như bệnh mà mới đó chỉ ít thôi, có 1-2 ngàn người thôi, mà bây giờ sau này biết bao nhiêu mà kể, thầy nó kể sao cho xiết, kể sao xiết nổi. Thì có mấy lời con cháu hỏi cái lời đó đây xin đáp lại vậy, rồi có gì hỏi thêm để mà chia sẻ cho đồng bào trong đất nước Việt Nam, con cầu cháu tiên trở về nguồn cội của mình, đặng mà tu, gắng tu tỉnh hưởng muôn điều hạnh phúc. Dạ, thầy nói là thì mấy lời cách rất để chia sẻ vậy. Chú Tư ơi, con hỏi câu này là câu cuối nha chú Tư. Ừ. Thì cái đệ tam thế chiến này do ơn trên nó định sẵn hay là do con người mình làm ác gây ra hả chú Tư? Bởi vì trong cái này thì nó có chia ra hai phần. Thứ nhất là cái người ác ở thế gian mình nó nhiều, rồi là trên ra định. Bởi vì cái nó mình trong cái đất nước Việt Nam mình tu á, mình cầu cho thế giới hàng ngày. Bởi vì mình cầu cái câu là tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tam bác ái hết trơn. Nhưng mà trong cái đất nước ngoài nó không có biết câu niệm đó, rồi muốn cho tiêu diệt những cái hoàn cầu này, cho trong cái kết thúc trong hoàn cầu này gần đây, chứ không có xa được nữa. Bởi vì thế chiến ở ngoài là những cái người mà đưa những cái người xuống làm chế những cái hạt nhân, rồi chế biến những cái lò đòi mà cái bom liên tử này kia đó, diệt lòng người đó, là người đó là trên đưa xuống không, trên đưa xuống đặng chi, đặng mà cái đỏ ta sáng suốt, đặng mà
cho nó diệt loài người, cũng như cái tuồng hát mà ông cái người mà định đó, không rồi tới cái người mà trung thành đó, cái người chung đó là còn sống lại, còn cái người định thần là chết chân. Thì cũng như cái người chung người ta đã trên đưa xuống của lệnh là đó, là kêu bằng gọi là Atula đưa xuống đặng chi, đặng diệt là cái người hung ác. Bởi vì người hung là thầy đó cho biết là người hung sao là chết là không có kể đâu, chưa vô số nổi đó chứ. Vì chỗ đó là đức thầy cho biết là đời đã ra cặn một bên rồi, không còn bao lâu mình gắng cố gắng lên, nói nhiều chuyên nữa thì nó cũng bao nhiêu thôi. Giờ kết thúc phiên trong cái đất nước Việt Nam và trong nước ngoài nước, gắng gắng tu tỉnh, đang tìm về đường cực lạc thì gắng tu đi, rồi sao mình hưởng được hạnh phúc của mình. Bây giờ trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải quần ca đó. Thì thời gian các đời của là ông bà tổ tiên mình đó, thì lúc đó mình ở, bởi vì lúc đó mình ở vùng ngoài đó, trong thời gian đó là mình lắng đó, lắng hoài nên mình lắng đâu đó đi, giống như cái nước cũng cái dân tộc người thượng đó, thì dân mình lắng đâu nó vô gừng nó phá nở đó, thì nó đâu có gần mình đâu. Thì cũng như cái đó nó đem cái thù hận đó để chắc chứa đó, đằng sau này nó có cái biến chuyển gì đó, đầu nó quay đầu cũng như là quay đầu gắn như mà đạp cái đuôi quay đầu nó quất liền à. Mà thời kỳ nè, tới thời kỳ rồi thì trời sắp đặt là đã lâu rồi, tuồng hát đã tới ngày nó phải, cái tuồng hát lúc nào nó cũng là bản tuồng chứ hát bài tuồng ai coi nó gì đó. Thì tới thời kỳ rồi thì tới giặc giả chiến tranh đây nè, rồi tới là tới tầng bang, rồi tới là nước ngoài Âu quá lung tung nhuộm máu đào, lúc đó là nhuộm máu đó. Nước chảy máu là nhuộm luôn chứ, hay nhuộm dưới sông là thành cái bằng dưới sông là bằng nước uống không được. Tới thời kỳ rồi là không có tránh nó khỏi chứ. Thì trong thời gian cô bác anh em cũng cố đời này cũng gắng lo tu đi, rồi niệm Phật đi, rồi Phật cứu mình chứ không ai cứu được mình được đâu. Rồi phiên cũng lên cái clip này chia sẻ về đồng bào dân tộc Việt Nam mình, con rồng cháu tiên cũng trở về nguồn cội của mình, đặng mà sau này mình độ cho củ quyền mình, rồi độ cho là tổ tiên mình bảy đời chín kiếp, rồi mình bị thầy nó gán tu đắc đạo cứu củ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày nơi sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền. Cái cơ là gì? Cơ là thiên, quyền là cái quyền di của Phật để lợi cho mình, đặng mà cố gắng học hỏi thêm, đặng mà chia sẻ với là mình biết được cái gì mình để nói lên chia sẻ với đồng bào nhân loại mình trong đất nước Việt Nam, trong nước và ngoài nước nghe gán tu tỉnh. Bị thầy nói gán tu tỉnh để tìm về cực lạc, gán tu đi rồi trở về cực lạc, chứ bây giờ là ngưỡng một người chúng sanh mình một có một cái bông sen chứ. Chờ mình bị gì thầy nói ao sen báo Tây Phương nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Cái ao sen lúc nào nó cũng nở gì nè, cũng như mà trùm bọc cho mình đặng mà chi, đặng mình về đó đặng sống trường thọ, bắt diệt bắt sanh. Còn bây giờ mình sống đây thì mới bị thầy nói đời hạ ông hơn nay chết tu sanh, đâu thở như ông nhân hồi thở trước đâu. Bây giờ như bây giờ mình sống đây là thấy không, đau khổ rồi bệnh dịch rồi những cái chiến tranh giặc giả sắp đến đây rồi nó gần gũi vậy đó. Bà con cố gắng lên đặng mà tu trong cái kiếp này, xong trong ít lời để chia sẻ với bà con với mấy cháu gây. Thì trong một thời gian mình nói bao nhiêu thôi để kết thúc cái này đây để chia sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.